Trường Chinh. Đúng cái đường trên Hà Nội mình cũng Trường Chinh. Một thầy nhá, như ông to thì đường phố dài và rộng. Ví dụ đường Lê Duẩn, ông Lê Duẩn to mà. Cái đường Lê Duẩn rất dài nhá, rất rộng. Xong rồi đến ông thứ hai là cái ông Trường Chinh, cũng rất to, cũng rất rộng. Sau Nguyễn Tôn Đức Thắng cũng rất là dài, rất là rộng. Ông Lương Bằng thì bé hơn, ông Bằng chắc bé hơn ông Tôn Đức Thắng. Thế là đâm ra đường ông Lương Bằng lại bé hơn. Ông Hồ Chí Minh là cái đường dài nhất thật, mà lại có nguyên cả cái thành phố luôn. Đặt tên là chắc là họ cũng có cái tiêu chí nào đấy cũng không biết. Không để ý không biết. Mà đi thì đường thì thấy thế thật. Chắc là cũng bàn. Bàn ghế trong bộ chính trị, bàn ghế ghế chắc chắn. Ông nào có sớm được đặt tên đường nhỉ? Phải đặt sau 10 năm cơ. À sau 10 năm. Sau khi chết 10 năm mới được đặt. Mấy ông nghe thì thế. Mấy ông mà thọ quá đấy vẫn chưa đặt tên đường. Chỉ đặt sớm là tham quá không được. Không có luật. Cứ đặt A, B, C, D xong 1, 2, 3, 4 thứ mà dễ nhớ. Tìm dễ. Trong Hà Nội. Trong Hà Nội. Cái đường từ Hà Nội đi ra. Từ chỗ ngay chỗ Pháp Vân. Chỗ đi ra được cũng phải mất nửa tiếng. Chỉ có một chỗ để nó đi ra đường cao tốc hay sao nhỉ Vinh nhỉ? Có mỗi cái chỗ ở chỗ Phú Ninh thôi hả? Không, nhưng mà ở Phú Thọ thì sẽ có hai điểm. Một điểm ra thành phố Việt Trì. À, thế à? Nó tìm cái chỗ Việt Trì không thấy chỗ nào. Thank you.
Đấy, mưa xuân đấy nhỉ Thái nhỉ? Cây cối này tốt lắm nhỉ? Mà mình giống con cá nhỉ? Sống trong nước. Cái là nó làm nó nhiều quá thì hơi mệt.